Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An toàn vệ sinh lao động của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc là mục tiêu mà các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn luôn hướng tới. Qua đó góp phần bảo vệ người lao động tránh được những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, yên tâm lao động sản xuất, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 có chủ đề tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Hoạt động nhằm thúc đẩy các chương trình hành động, biện pháp cải thiện điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh trong các doanh nghiệp cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, của người sử dụng lao động và người lao động đối với công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều việc làm thiết thực để hưởng ứng. Chỉ đạo các cấp công đoàn là hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động hàng năm, rồi tập trung tuyên truyền về mục đích và yêu cầu, rồi các cái nội dung hoạt động của tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú, thu hút được đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia, rồi đẩy mạnh tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động, lồng ghép với công tác phòng chống dịch COVID-19. Công ty cổ phần cao su Điện Biên hiện đang hoạt động trong lĩnh vực trồng và phát triển diện tích cây cao su. Hiện tại, công ty đã phát triển được 3.730 ha cây cao su, trong đó diện tích đã khai thác gần 3.200 ha. Hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động, công ty cũng đề ra các giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Công ty đã đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện, chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho người lao động, hạn chế thấp nhất số vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các nhiệm vụ của công ty. Hưởng ứng cái tháng an toàn vệ sinh lao động, thì chúng tôi lồng ghép với lại cái tháng công nhân bằng nhiều cái công việc, tổ chức bằng nhiều cái hoạt động thiết thực. Ví dụ như tổ chức các cái hoạt động như về cái công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến về vấn đề an toàn lao động, vệ sinh lao động. Vấn đề thứ hai nữa là tăng cường cái hoạt động truyền thông. Đấy. Các cái áp phích, tờ rơi rồi tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động. Cái vấn đề thứ ba nữa là tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát các cái lĩnh vực về vấn đề bảo đảm cái an toàn vệ sinh lao động. Ví dụ như là vấn đề các cái bảo hộ lao động cho người lao động, rồi vấn đề cái điều kiện đi làm cho người lao động, rồi cái vấn đề là bảo hộ lao động cung cấp như vậy, rồi cái vấn đề chế độ độc hại cho người lao động. Hiện nay, công ty cổ phần cao su Điện Biên có gần 1.000 công nhân, người lao động. Hầu hết người lao động phải làm việc trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn lao động, như phải trực tiếp xúc với ô nhiễm môi trường, độc hại từ mủ cao su gây ra, côn trùng cắn, đường xá trơn trượt, dụng cụ làm việc dễ gây mất an toàn lao động cho công nhân lao động. Do vậy, để cải thiện điều kiện làm việc tại nơi làm việc cho đội ngũ công nhân lao động, công ty đã tập trung tuyên truyền để người lao động và người sử dụng lao động thấy được trách nhiệm của mình, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, tuyên truyền cho đội ngũ công nhân cần chấp hành thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh lao động. Cùng với đó là tăng cường đào tạo nghề gắn với hướng dẫn an toàn vệ sinh lao động, phối hợp mở các lớp tập huấn để nâng cao tay nghề cho công nhân nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình lao động sản xuất. Chỉ đạo hướng dẫn các cái đơn vị là kiểm tra từ cái trang thiết bị của bảo hộ của người công nhân, trang cấp đầy đủ rồi nhưng mà yêu cầu là phải chấp hành trên tinh thần như vậy. Tuyệt đối tránh hiện tượng là khi đi làm nhiệm vụ mà không thực hiện cái vấn đề bảo hộ lao động. Đó là vấn đề thứ nhất. Thứ hai là kiểm tra các cái dụng cụ thiết bị của công nhân phải bảo đảm an toàn trước khi mới cho vào vườn cây cũng như trước khi mới cho làm nhiệm vụ. Cái thứ tư là tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Hàng năm chúng tôi có hợp đồng với các cái đơn vị về y tế đấy, khám sức khỏe để phân loại sức khỏe cho người lao động để có những cái hỗ trợ người lao động. Và cái thứ năm nữa là chúng tôi tiếp tục là coi như là trang bị cái độc hại, chế độ độc hại cho người lao động bằng những hiện vật, đường sữa rồi những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe cho người lao động. Song song với đó, công ty còn quan tâm trang cấp đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động như quần áo, giày dép, ủng, khẩu trang, găng tay, thuốc xua đuổi côn trùng. Ngoài chế độ tiền lương, tiền thưởng hàng tháng, công ty còn quan tâm hỗ trợ tiền ăn ca, quan tâm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân người lao động để người lao động yên tâm gắn bó với nghề.
Thì ngoài cái nhiệm vụ thực hiện cái công tác ngoại nghiệp để thực hiện công tác khai thác mũ cao su, đó là vấn đề về quan tâm chăm lo cái công tác bảo vệ bảo vệ cho người lao động. Thì về phía công ty là hàng năm là trang cấp đồ bảo hộ lao động gồm có quần áo, mũ, giày, úng và hương muối để cấp cho người lao động để thực hiện cái công tác sản xuất hàng ngày ngoài vườn cao su. Trên cái tinh thần đó, mình trang bị cho người lao động đầy đủ các cái bảo hộ về lao động thì người lao động rất yên tâm cống hiến và thực hiện các cái nhiệm vụ sản xuất được công ty giao, rồi nông trường giao xuống như đơn vị, và đặc biệt là người lao động họ rất chăm sản xuất, và đến nay báo cáo các anh là chúng tôi đã thực hiện cái nhiệm vụ sản xuất là đạt các cái chỉ tiêu hiệu quả của công ty giao. Thực tế cho thấy việc chăm lo cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc tại công ty cổ phần cao su Điện Biên thời gian qua đã có phần giúp công ty đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động, giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Làm ở công ty này cũng được hơi chục năm rồi, 12 năm rồi. Thì từ lúc bắt đầu công ty thành lập cũng đã về đây làm rồi. Hiện tại đang làm ở đội 24, nhưng mà thực ra cái công ty cũng chăm cước đầy đủ về cái như là bảo hộ lao động này, hàng năm này, rồi đây khám sức khỏe định kỳ ấy. Thì công ty mới đi khám định kỳ để như anh công nhân có cái biểu hiện gì ốm đau gì để mà đưa đi điều trị, để nó đảm bảo cho cái sức khỏe khai thác lao động tại khai thác mũ tại đơn vị và công ty. Còn tại công ty Điện lực Điện Biên, đa phần công nhân lao động phải làm việc trong môi trường tiềm ẩn các nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng, như người công nhân luôn phải tiếp xúc với nguồn điện, vận hành lưới điện, sửa chữa lưới điện trên cao. Do vậy, công tác đảm bảo an toàn lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc luôn được công ty Điện lực Điện Biên quan tâm chú trọng. Theo đó, đối với tất cả công nhân thực hiện nhiệm vụ trên lưới điện phải tuân thủ theo quy trình kỹ thuật an toàn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tất cả các thao tác xử lý lưới điện đều đảm bảo các quy trình, tuân thủ nghiêm các quy định trong quá trình thao tác, vận hành máy móc, các trạm biến áp và hệ thống lưới điện trên cao nhằm ngăn ngừa sự cố xảy ra trong quá trình lao động, tránh gây thương tích và các tai nạn nghề nghiệp. Đặc biệt, để tránh những tai nạn không đáng có, mỗi công nhân cần thực hiện nghiêm các quy định của ngành về vệ sinh an toàn lao động, đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Đối với lại người công nhân thì báo cáo là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì các anh đều được trang bị cái trang bị bảo hộ cá nhân đầy đủ. Và hai nữa là mỗi người thực hiện nhiệm vụ nào đều phải nắm rõ được cái việc mình được phân công, làm theo đúng cái phạm vi công việc đã phân công, không tự ý làm, mà cũng hai nữa là luôn luôn có cái sự theo dõi của cái hệ thống an toàn vệ sinh viên. Hiện nay trung bình mỗi ngày công ty Điện lực Điện Biên có hàng chục công nhân làm việc điều khiển máy và trên lưới điện. Để đảm bảo an toàn cho công nhân lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, ngoài việc trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động, công ty Điện lực Điện Biên còn thường xuyên tổ chức huấn luyện, đào tạo, nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ, công nhân, người lao động, tổ chức các đợt diễn tập nhằm rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp cho cán bộ, công nhân viên trong việc thực hiện công việc trên máy và hệ thống lưới điện, thực hiện các thủ tục, biện pháp an toàn khi xử lý các sự cố. Chúng tôi như vậy là làm việc ở trên cái môi trường nó thường xuyên phải tiếp xúc với lại cái lưới điện, nên là cái nguy cơ về mất an toàn rất là cao. Nên là anh em, các cá nhân là chúng tôi thường xuyên phải nhắc nhở và như vậy là cổ vũ anh em, động viên anh em để làm sao mà thực hiện tốt cái công tác an toàn của đơn vị cũng như là của ngành đã đề ra. Giữ vững được cái đảm bảo an toàn ở ngoài hiện trường, không để xảy ra tai nạn lao động trong công việc cũng như là ngoài hiện trường. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 tập trung hướng về doanh nghiệp, cơ sở lao động, người lao động trong môi trường lao động có tiếp xúc nhiều yếu tố độc hại. Tháng hành động nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp các ngành trong việc phòng ngừa kiểm soát yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc nhằm cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, bảo đảm tính mạng của người lao động tại các cơ sở lao động. Để hưởng ứng tháng hành động này một cách hiệu quả, các cấp ngành doanh nghiệp cần chú trọng thông tin, tư vấn, tập huấn, hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động, nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro, cải thiện điều kiện làm việc an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các công trình xây dựng. Chủ động trong công tác phòng ngừa, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động, các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp tục rà soát, bổ sung kế hoạch bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động và các quy trình biện pháp làm việc an toàn. Chuyên mục an toàn vệ sinh lao động của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.